sống giữa con người. Lời Chúa kết liên muôn tình yêu. Lời Chúa sức sống của thế giới, hạnh phúc ơi tuyệt vời, dâng lên muôn niềm vui. Chúa Kitô là Chúa chúng con.
vầng trăng trong sáng chiếu vào đời con tình mến Giêsu. Maria, mẹ tựa như làn gió chưa hè mát dịu đời con thỏa thuê bình an. Lời mẹ ru đong đưa vành đôi, lòng mẹ thương cho ngọt đôi môi, tình mẹ thương ấp ủ đời con, tình mẹ thương ấp ủ đời con. Maria, mẹ tựa như vầng trăng trong sáng chiếu vào đời con tình mến Giêsu. Maria, mẹ tựa như làn gió chưa hề mát dịu đời con thỏa thuê bình an. Mẹ bên con trao ban niềm vui, mẹ tỏa sáng anh hùng Giêsu, để trần gian thắp lửa tình yêu, để trần gian sáng ngời tình thương. Mẹ thắp lên anh lửa tình dịu đời con thỏa thuê bình an.
chân thành, con xin trao gửi vào tình yêu Chúa. Cuộc sống đổi thay, đời xấu đổi trôi, và sắc hương phai tàn, con xin gửi vào lòng thương xót Chúa thôi. Ôi tình Chúa thật thiết tha, nhiệm màu và quá bao la, cho con được sống trong niềm vui, cho con được sống trong tình Ngài. Ôi tình Chúa hằng đói thương, hại hà và quá khoan dung, luôn thứ tha và đỡ nâng con, cho con được sống trong an vui.
điều đầu tiên là sự hiện diện của Phương và anh chị em có sự hiện diện
đây trong giờ phút này. Một điều khác nữa, chúng ta thấy rằng là mỗi một ngày con người đều có sự phát triển, và trong đó sự phát triển đấy là phát triển về phương tiện cũng như là về nơi ăn chỗ ở và sao cho những cái đấy mà chúng ta thấy đây là thành quả không bao tất cả mà Chúa ban cho. Và chúng ta đến đây để chia sẻ những niềm vui để với gia đình các cháu đây. Khi chúng ta không lúc bán theo những một ngày thế của mình cao lên và không thể mỗi ngày lớn lên và phát triển, chúng ta nhìn vào thấy là một niềm vui rất lớn, bởi vì con cháu của mình đã tiếp cận được những khả năng thứ ba, các sự thương thứ ba của người là đã cắt lương từ đầu để có một căn nhà nó sạch sẽ, rồi có cái gì đón tiếp thứ ba khi họ đang ở đây, sự niềm vui chúng ta thấy rất là các bậc sinh thành, các bậc con cà con chú thế con cháu của mình nó phát triển thì chắc chắn là có niềm vui. Không ai muốn cho con cái có thất của mình nó nghèo đi, mà muốn cho nó phát triển nhiều hơn. Nhưng vì thế đây là cái cơ hội để chúng ta đến để chia sẻ niềm vui. Niềm vui này không chỉ là căn nhà mà là nó là sự cố gắng trong cuộc sống. Thế rồi là ở đây chúng ta cũng thấy rằng thì thường có lẽ là khó có một cái điều kiện để có một căn nhà ở riêng, nhưng mà thấy con khó của mình đó, Chúa tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa trong mọi
Bye.
Việt Nam, Ao Ca Dung Ba, Đức Phật Ba Sư Tỳ Na, Ao